Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Summer Go Sky Arena. Hôm nay quay trở về game này, ta cùng nhau đi tìm hiểu một con tướng mình mới quay ra gần đây. Và trước khi vào tìm hiểu nó thì đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhá. Thì lần trước mình có thấy mọi người cũng khen con này khá là nhiều nên mình đã tiến hành mình luyện nó lên rồi. Là con Totemist. Hiện tại con Totemist ở đây hiện tại thì mình đã luyện lên mức độ là 5 sao vàng. Bây giờ mình tiến hành sẽ thức tỉnh nó lên để chuyển nó thành 5 sao tím. Sau đó ta tiến hành và thử nghiệm nó chút xíu. Thì thức tỉnh con này đây sẽ tăng thêm độ chính xác nó lên và tăng lên các chỉ số cơ bản nó lên và nó chuyển đổi thành con tướng mới tên là Nora. Mình tiến hành tiến hóa sẽ cần những cái viên nguyên tố lửa hệ hỏa của nó và nguyên tố chung này dẫn tiến hành làm thức tỉnh nhé. Mình sẽ tiến hóa nó lên, sau đó sẽ đánh thử một chút chế độ. Đây thì sau khi tiến hóa xong thì hình dạng nó thay đổi chút xíu để mang tính chất hơi thổ dân một chút xíu không? Thì sau khi tiến hóa xong ấy thì kỹ năng nó sẽ như sau. Đầu tiên là chiêu đầu tiên nó sẽ tấn công đối thủ mục tiêu và phục hồi 15% HP của đồng minh có tỷ lệ HP thấp nhất. Nó sẽ phục hồi cho con HP thấp nhất. Nếu mình tiến hóa lên được thêm các cái cấp cao hơn, tăng thêm lượng sát thương và lượng hồi phục. Nhưng mà cái này hiện tại điều này không khả thi, tại vì đang dồn những con khác trước. Tiếp tục là cái chiêu số 2 của nó đây sẽ tấn công tất cả đối thủ để loại bỏ tất cả các hiệu ứng có lợi của các đối thủ và khiêu khích chúng trong một lượt với 5% cơ hội. Ở đây nó sẽ gọi cho nó xoáy ứng có lợi của địch nhé, để khiến cho địch trở nên bình thường hơn. Những cái con tướng địch nhiều khi có những cái búp rất là nguy hiểm ấy, thì mình có thể xóa những búp đi được. Những cái búp mà màu xanh là có thể xóa được. Tiếp tục ở đây nữa là cái level 2 tăng sát thương, level 3 tăng sát thương, level 4 này tăng cái tỷ lệ hiệu ứng gây hại lên. Còn level 5 sẽ giảm thời gian hồi chiêu, giúp nó sử dụng chiêu nhanh hơn. Tiếp tục là sang cái kỹ năng tiếp theo là kỹ năng nội tại của nó. Thì cái này sẽ gây ra sát thương nối tiếp trong hai lượt tấn công đối thủ ở lượt của bản thân và sẽ gây sát thương nối tiếp cho đối thủ mục tiêu trong hai lượt khi mà mục tiêu tấn công ở lượt của đối thủ. Nói chung đại khái sẽ gây thêm sát thương nối tiếp để cái hiệu ứng rút máu theo lượt ấy, nó rất là bá đạo chỗ đấy. Tiếp tục là chiêu cuối cùng nó sẽ đây sẽ tích lũy một vật tổ mỗi khi bản thân bị mục tiêu tấn công ở lượt của đối thủ hoặc là khi sử dụng một kỹ năng ở lượt của bản thân. Có thể sử dụng kỹ năng này nếu tích lũy được ba cái vật tổ và tấn công tất cả các đối thủ để loại bỏ tất cả các hiệu ứng có lợi của chúng và làm giảm 5% HP với mỗi hiệu ứng có hại được gắn lên chúng với khi sử dụng kỹ năng, áp dụng tối đa 10% cho bot. Như vậy chúng bạn nên chơi những con gây hiệu ứng bất lợi nhiều thì sẽ tối ưu cái chỗ này hơn. Còn lên các level sau tăng thêm lượng sát thương gây ra thôi. Đấy về cơ bản một chút. Set ấn thạch đang sử dụng cho nó ở đây thì mình đang sử dụng set tàn bạo kết hợp với lại set tàn bạo kết hợp với lại cái này gọi là bộ gì nhỉ? Thì em quên bố tên rồi, tàn bạo đi cùng với lại quyết ý, tức là mình sẽ tăng khả năng miễn nhiễm với khả năng cướp thêm lượt ở đây cho cái con tướng này. Còn các cái dòng ở đây thì cái dòng phụ ở đây mình sẽ thiên về dòng tốc độ cho cái vị trí số 2 và thiên về dòng ở đây thì cố gắng mình sẽ lấy dòng HP cho cái dòng phụ phía dưới ở cái phòng phụ của hai cái vị trí số 4 và số 6. Nhưng mà tuy nhiên ở đây mình không kiếm được HP nào dùng tặng cái đép. Nói chung là cố gắng cho tốc nó cao lên và búp máu nhiều lên. Đây về cái mặt mục tiêu là như thế. Và trên thực tế đôi khi ấn thạch chưa có đủ phải từ từ thôi. Đấy giải quyết dần dần. À, bên cạnh đó nữa ở đây thì chỗ này phía dưới bây giờ tại con này 6 sao rồi. Không biết có cái nào không. Cái chỗ về cái chỗ artifact này thì cơ bản là thường mình không có cái nào ngon cả. Nên có lẽ mình sẽ trang bị bừa cho nó một cái nào đó mình đang có thôi. Còn artifact hiện tại đây mình chưa cày được. Nên mình chưa có nhiều. Thì thôi mình cứ vứt bừa bừa một cái này đi khắc bừa nhé. Cái này khắc bừa thôi. Thì hiện tại cái này mình chưa có nhiều sự lựa chọn. Còn cái ấn thạch thì có sự lựa chọn sẽ nhiều hơn. Bên này sang cái hỗ trợ bên này cũng chọn bừa một cái cao cao một chút xíu thôi. Nói chung cứ chọn bừa cái phẩm chất cao thôi. Thôi mình cứ lấy phứa phứa một cái nhé. Cái này mình lấy phứa phứa trước tại vì sau chắc chắn mình sẽ dùng cái phẩm chất cao hơn. Còn đây hiện tại chưa có dùng tạm như vậy. Và sau khi có xong rồi hiện tại nó đánh dở cái chỗ đường mòn thiên giới cái chế độ khó. Cái chỗ chế độ dễ thì mình vượt qua trong video trước rồi nhưng mà đánh ở chế độ khó. Đang ở đánh ở cửa 69 đây. Ở cửa 69 đây thì đang cố gắng cho nó vào đánh thử. Đang xem xét để thế nào cho nó tiện thôi. Ví dụ để như vậy đánh thử xem sao nhé. Không win thì ta đổi tướng. Nói chung thì mình chỉ đánh loanh quanh so vài con tướng cứ thử đi thử lại thôi. Đánh bao giờ nó win thì thôi mà. Nó chỉ dồn mấy con mà cứ thử đi thử lại thôi. Đánh thử xem có win được không nhé. Chủ yếu là sợ thua con boss cuối thôi chứ gần như là hai cái đội quân đầu thì gần như chắc chắn mình sẽ win rồi. Và cái đội quân số 3 thì hên xui. Ở đây mình cố gắng làm sao dùng ít tướng nhất để có thể auto đi thường xuyên được cho nhà. Chứ không muốn là suốt ngày thay tướng thì mình cứ để phứa phứa tí đã. Ở đây mình đang dùng con Priron để cố gắng đóng băng địch kết hợp với con Phượng Hoàng để hai con đóng băng. Bên lại đó mình kết hợp với Tarani để hồi sinh không may tướng bị chết. Con Thiên Sứ Riel để mình bơm thêm máu và đang sử dụng con Totemist ở đây để mình có thể là gọi cho là có thể gây sát thương đối tiếp là nhiều nhiều lên. Cũng như là xóa bớt hiệu ứng có lợi của đối thủ. Thì bạn thấy là số lượng hiệu ứng bất lợi lên cho địch rất là nhiều. Nên là ra xử lý hai nhóm đầu rất là đơn giản thôi. Chủ yếu cái nhóm thứ ba, vì nhóm thứ ba có một số con tướng ấy nó sẽ miễn dịch một số hiệu ứng bất lợi.
hoặc nó có một số cái hiệu ứng đặc biệt gì đó sẽ gây khó chịu cho mình, thì cái đấy nó hơi nguy hiểm cái chỗ cái con boss thứ ba thôi. Còn đa phần đánh cái này thì không 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 sợ lắm. Thì ở cái chỗ đường hầm một chế độ khó thì mình đang tập trung cho con ta totemit vào. Còn đây một số vị trí có thể mình sẽ thêm vào, ví dụ như con rồng hệ phong vẫn thỉnh thoảng vẫn cho vào. Nói chung là đang tùy, mình đang muốn làm tiêu điểm cho cái con totemit trước thì mình ưu tiên nó hơn. Còn đôi khi một số trường hợp mình sẽ dùng con rồng hệ băng, hoặc có thể một số trường hợp khác mình dùng con Lapis. Lapis là một con đầu game cho free, mình thấy dùng nhiều khi cũng vẫn thắng được, thì có thể đôi khi vẫn cho nó vào. Còn rất nhiều tướng khác nữa luyện không kịp cứ để đấy đã. Nói chung đánh chế độ khó thì gần như tất cả các tướng đều phải mắc cấp 40 nhé, đều là 6 sao nhé. Và những con tất cả các tướng đều phải thức tỉnh hết lên cho nó mạnh hết cỡ. Chứ mình không nên đánh cái kiểu dở dở gương ít đi quá, nó không không hay lắm. Hiệu ứng bất lợi đang gắn lên rất là nhiều. Nhưng đang cần con Ariel nó bơm thêm máu, một trong con búp máu ngon nhất của mình đang có. Nó giết chết Tarani là một cái bất lợi hơi lớn với mình rồi. Tại vì con Tarani sẽ quyết định rất nhiều cái việc của mình hồi sinh tướng ấy. Bây giờ chết Tarani thì phát này tỷ lệ cao sẽ thua. Tarani sống thì có thể hồi sinh tướng để có thể bơm máu đầy lại, nhưng mà Tarani chết thì phát này nguy cơ hơi cao đấy. Phát này tỷ lệ cao thì sẽ phải đánh lại một chút xíu. Ở đây thì cứ hiệu ứng du ngủ ấy, ở trong trường hợp này có lẽ mình nên có con miễn dịch. Để không có miễn dịch nó đánh du ngủ cái này hơi cao. Cái này mình sẽ đánh lại nhé, vì mình chết với con Tarani rồi. Để sẽ đánh lại một chút xíu. Kết thúc trận đấu đánh lại. Ở đây hiện tại nếu muốn cho con miễn dịch vào chắc phải hy sinh bớt một con băng ra thôi, để mình lấy cái con Fran và mình lấy cái búp miễn dịch. Thì hiện tại mình đang thiếu cái sự miễn dịch để tránh hiệu ứng du ngủ ấy, thì có thể mình cho vào vậy. Rồi, tại con Phượng Hoàng băng nó hơi giấy giấy một tí nên mình cho con đấy vào búp tạm cũng được. Thử xem có khá hơn không nhé. Búp cái miễn nhiễm ở đây ít nhất mình đỡ rủi ro bị địch du ngủ, để giúp mình ra chiêu nhiều hơn. Với cái con Fran nó bơm được máu nữa thì kết hợp với con Ariel đấy thì nói chung là cơ bản nó sẽ hỗ trợ hai con búp máu nên chắc hy vọng sống sẽ cao hơn. Để mình bảo vệ Tarani của mình nó sống được. Nó sống được mới hồi sinh được tướng, vì chắc chắn là tướng mình sẽ có con bị chết nên cần phải hồi sinh được. Và dùng rất nhiều hướng cộ bất lợi để gây rút máu địch. Nói chung thì mục tiêu của mình chỉ cần vượt qua chế độ dễ, nên cái chế độ khó này mình không kỳ vọng nhiều lắm nhé. Qua được thì tốt, không qua được thì thôi. Nói chung cứ từ từ mà đánh thôi, cái sự kiện nó còn diễn ra tận tháng cơ mà. Nên ra cứ từ từ mà đánh thôi. Mà hy vọng sẽ win được. Hiệu ứng là ngập tràn đúng không? Khống chế rút máu rất nhiều. Đóng băng này làm giảm tốc địch này, đòn sượt qua này, rất nhiều ứng là bao trùm lên địch. Đó, Totemit cảm giác cứ rút máu nhiều cực kỳ đấy. Hiện tại đang dán rất nhiều, mỗi lần nó rút một cái phát nó rút cho vài nhát là hết máu ấy mà. Chủ yếu là sao mình bảo vệ bản thân mình không dính nhiều ứng nữa. Có thể cả hiệu ứng như kia câm lặng hay sao, không nhớ chính xác lắm, hay khiêu khích hay câm lặng rồi đấy. Chưa nhớ hết các hiệu ứng lắm. Phát này chưa có khiên kịp nhưng mà nó cũng chưa dung ngủ mấy. Bị du ngủ mất rồi. Đó là sao để bảo vệ được các tướng. Chết một tướng thì không sợ, mà sao bảo vệ được con Tarani nữa. Có Tarani còn sống thì cái việc chết tướng không lo, nó sẽ hồi sinh lại. Có khiên biến nhiễm rồi đỡ lo du ngủ. Bơm thêm đầy máu rồi, gần như quay trở về vạch xuất phát lại phun máu rồi. Địch có gán hiệu ứng bất bại nhưng mà mình có một số con tướng để xóa hiệu ứng bất lợi được, nên ra mình có thể xóa mất cái bất bại đi. Đóng băng thành công địch tiếp.
Thế rồi búp khiên miễn dịch tiếp thì gần như mình không lo ngại được gây hiệu ứng cho mình nữa. Tiếp tục thêm các sát thương nối tiếp. Liên tục là những sát thương nối tiếp đè lên. Trong 68 cái cửa đầu của cái chế độ khó này thì mình dùng con Totemit ở dạng chưa thức tỉnh nhé. Còn bắt đầu bây giờ mình thức tỉnh đánh tiếp mấy cửa sau cho nó khỏe hơn. Hai mình có hai con bơm máu, Totemit sẽ đầy máu thôi. Giờ chuyển hóa thành con Nora sao nhỉ? Cũng chưa nhớ tên tướng lắm. Rất nhiều hướng bất lợi. Hy vọng sẽ win được. Bạt ngàn hiệu ứng cái này chắc phải win chứ. Rút máu rất là sướng mắt mà thấy cái thanh máu tụt rất là nhanh ấy. Lại dính thêm một đống hiệu ứng bất lợi nữa, con này gây ứng rất là kinh khủng luôn. Mà đây team này gần như mình chỉ có mỗi con Totemit là thiên hiệu ứng bất lợi nhiều, tất nhiên có cả con Tyrone nó có, nhưng mà nó nhưng chung là chủ yếu Totemit nó gần như hiệu ứng chính, còn Tyrone nó thiên về khống chế nhiều hơn. Mà rảnh đã rút máu ghê thế này rồi. Bạt ngàn hiệu ứng luôn, cái xác suất địch nó dính hiệu ứng rất là cao nhé. Thỉnh thoảng có mấy con kháng được một chút thôi, còn đa số là dính. Địch có con chim nó có khả năng hồi sinh, nó vừa hồi sinh một con rồi. Chết thì lại chờ Tarani hồi sinh thôi, Tarani lại hồi sinh lại. Sao vậy, tờ con thiên sứ nó bơm đầy máu cho con Totemit rồi. Nói chung mấy con tướng này làm cái việc đi cái đường hầm nó trở nên dễ hơn. Đi cái gì à? Cái tự nhiên quên tên rồi. Nói chung đi cái chế độ này dễ hơn này. cái đường mòn này, cái đường mòn thiên giới. Rồi phát này win rồi. À vẫn còn hồi sinh một phát à, không sao, mình còn tận 5 tướng cơ mà. Team của mình là team chơi nhây là hồi sinh ghê lắm. Hồi sinh búp máu rất nhiều, khống chế cũng nhiều. Đánh team mình đánh có thể là lâu nhé. Sát thương thì không phải giết địch ngay lập tức được đâu, nhưng mà quan trọng là nó sống dai nhé, team của mình sống dai nhé. Ok vậy win nhé. Thế như vậy hiện tại cửa 69 vẫn win đúng không? Nếu mà đánh hết cái này chắc là sẽ khá là dài, nên là thôi chắc mình cho mọi người xem qua một cửa thôi, sang cửa 70, thôi xem nốt cửa 70 nhé, xem có win được cửa 70 hay không, còn các cái cửa sau chắc mình đánh ọp thôi, chứ đánh hết nó dài lắm. Cứ thử luôn team này đánh tiếp một cửa 70 nhé. Còn xem nốt cửa này, nếu giả sử đánh xong cửa này được thì thôi chắc là dừng video thôi, mình xem qua một chút vậy thôi, chứ còn xem hết từng cửa một nó dài. Team đánh quanh mấy con tướng thay đi thay lại thôi, chủ yếu để mình luyện nó lên thôi. Thì đang cố gắng luyện thêm vài con tướng để hỗ trợ cho con này thì đi mấy cái hầm ngục nữa. Để sao hy vọng sẽ win được hết. Sát thương nối tiếp rất nhiều. Trước mắt là giải quyết là top quân đầu tiên này.
mấy 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 con có mấy cái con xanh xanh ở giữa nó có cái trò làm cái khiên chắn khó chịu phết. Mình đánh trong PvP gặp mấy con này đánh toàn bị hòa thôi, những cái gần cái khiên nhây nhây là mình bị hòa. Nhưng phát này chắc sẽ không gặp tình trạng đâu, mình đang có khống chế rất nhiều và mình đang rút máu địch rất nhiều nữa. Con này bị chặn hồi phục nên mình không bơm được máu lên, nhưng phát này sẽ bơm thành công. Phát này xóa được cái khiên chặn hồi phục rồi, ở phát nãy bị chặn hồi phục. Để có mấy con chặn hồi phục nên mình có thêm mấy con miễn dịch rồi, hỗ trợ xóa hiệu ứng đi. Đây là chặn hồi phục con Tridon của mình rồi. Được cái là con thiên sứ Arel thì nó sẽ xóa được hiệu bất lợi thì ra nó lại vẫn bơm máu thành công được. Đây thì ra team lại đầy full máu rồi. Trời, một loạt hiệu ứng bất lợi này, đôi 4 6 cái hiệu ứng ấy. 6 hiệu ứng lên trên một tướng. Để rút máu làm gì chả ghê. Đấy lại xóa luôn cái hiệu ứng bảo vệ, cái khiên chắn bảo vệ của cái con xanh xanh này rồi. Nói chung là team mình nó xóa hiệu ứng cũng ghê lắm. Nhưng mà đỉnh lại hồi sinh được con Diaz bên kia. Nói chung là hai bên đều có hồi sinh thì đánh sẽ khá là lâu, trận chiến sẽ khá là dài. Con Naru này đang có cả cái khiên hồi sinh của con Tarani đã bơm vào nữa. Thì không may con chết cũng được hồi sinh vậy thôi. Lại bơm đầy máu để tìm lại phun máu rồi. Lại thong thả đốt cháy địch tiếp, lại rút máu địch tiếp. Trước mắt là chắc chắn là gặp được boss rồi. Bây giờ xem boss có nguy hiểm hay không. Thường mấy con boss cửa đặc biệt hình như là con boss đơn, xác suất giết được cũng cao. Còn nếu mà nó đi cùng với con bên hông thì giết sẽ khá là lâu. Ở phát này không phải boss đơn nữa, có đi cùng với hai con phượng hoàng hơi khó nhỉ. Mấy con phượng hoàng hay cái trò hồi sinh khó chịu lắm. Không biết con phượng hoàng này có hồi sinh không, mà thường mấy con phượng hoàng hay cái trò phượng hoàng hồi sinh. Nó đánh gần chết cả Fran của mình rồi. Tarani cũng gần chết rồi. Tarani bút cái khiên hồi sinh của chính nó, tạm thời chưa sợ nó chết sớm. Nhưng mà đánh khá là đau, đánh khá là đau ấy. Và đồng với mấy con phượng hoàng đánh lâu lắm. Có những cái trận mình đánh cả chục phút thì cái team mình nó nhây ấy, nó không khống chế số lượt mà. Đánh cả chục phút mới win thì trận này có thể sẽ rơi vào cảnh đó. Đấy, cảm giác đến địch ở đây đánh là có mấy con này là sẽ khá là khó chịu. Ở đây là đánh chế độ khó, biết Fran sống không? Fran chết mất rồi. Lại phải chờ Tarani nó cứu à. Tarani sắp chết mất rồi, hỏng hỏng hỏng, phát này nguy hiểm. À là bơm thêm máu rồi. Hy vọng Tarani sẽ sống được. Chết với con Noru rồi. Nên Tarani lại sắp hy sinh mới đau chứ. Thôi chết, à vẫn còn dây thêm phát nữa. Bây giờ chờ con thiên sứ nó cứu con Tarani thôi, không là nguy hiểm lắm. Cứu con Tarani lên à. Rồi tiếp tục lại chờ dây tiếp. Nó đánh đau quá, nói chung với con này đánh đau quá. Con Ifrit này đánh đau quá. Sợ Tarani không trụ được. Chết với con Fran rồi. Lại còn choáng mất con bơm máu của mình mới đau ấy. Phát này có vẻ vỡ trận mất rồi. Vậy phát này sẽ thua, trong chế độ này không cho phép bạn hồi sinh đánh lại nhé. Nên thua phải đánh lại từ đầu. Ok, để thử lại cửa này mình quyết định là cho thêm em rồng vào, em sẽ bỏ bớt con Fran đi vì là nào Fran cũng chết. Mình cho con rồng hệ phong vào để tiết kiệm thời gian các bạn, mình đang tua các bạn xem luôn đến cái đoạn đánh gần gần đến boss cuối luôn cho nó nhanh. Đỡ mất công phải xem dài. Tại cái đoạn đầu biết chắc chắn là sẽ thắng rồi. Thì vấn đề chủ yếu đánh con boss cuối có trụ được không ấy. Thì em sử dụng thêm con rồng vào. Con rồng hệ phong sẽ hỗ trợ cho cái sự hồi cho sự xuất chiêu của mình rất nhiều hơn. Mình xem liệu có khá hơn không. Cũng như là tăng cái tốc độ tấn công của toàn team lên nữa.
Ta bảo con Phượng Hoàng máu nó dấy quá, sợ đánh mấy cửa này nó đánh chết con Phượng Hoàng sớm quá, không dám cho Phượng Hoàng băng vào. Nhưng mà bình thường mình thích chơi cả Phượng Hoàng băng để khống chế đóng băng cùng nữa. Nhưng mà thôi, trường hợp này là thời kinh tế con rồng phong trước. Bây giờ ta chờ đợi đến cái cửa cuối xem có win được không. Nó vẫn xoay quanh những con tướng mình hay chơi thôi. Mỗi tội là mình hay chơi nhiều hơn 5 tướng thì có trường hợp mình dùng con này, trường hợp mình dùng con khác. Rồi ta đến cái chỗ này, quan trọng nhất là có trụ được qua chỗ này không đấy. Đánh tương đối đau. Phải bảo toàn được máu. Đánh chúng ta ra đi nhiều quá hơi khiếp. Ta ra đi được cái biến hình dã thú để sống thêm được. Thôi hỏng rồi, lại chết ta ra đi hơi sớm rồi. Chết ta ra đi hơi sớm thì hơi khó rồi. Đấy, bây giờ lại chờ vào con thiên sứ nó bơm máu cứu tim nữa. Cũng như là chờ đợi vào con Tyrone nó đóng băng địch nhiều nhiều tí. Chết ta ra đi hơi sớm là nhiều hơi đáng tiếc. Mình đánh thì mình kỳ vọng nó còn hồi sinh thêm tướng, không may nó chết, nó chết sớm quá. Được cái ở đây như là địch không có nào cấm trị liệu, đa số đều chỉ dây hiệu ứng bất lợi nhưng không có cấm trị liệu. Như vậy vẫn có thể hy vọng vào con thiên sứ cứu tim được. Nhưng mà chết sớm mới còn gây hiệu ứng nữa rồi. Chẳng lẽ là cho thêm Phượng Hoàng băng vào cho hai con băng nó đóng băng. Hai con hệ thủy đóng băng thì sao nhỉ? Có lẽ mình sẽ phải thử nghiệm không chơi con không chơi con Totemit mà mình sẽ cho con Phượng Hoàng băng đánh thử xem sao. Trận này thì thua chắc chắn rồi nhé. Giờ sẽ tắt đi đánh lại, sẽ tua nhanh bạn đến đoạn boss. Sau rất nhiều lần điều chỉnh team, mình cắt bớt đi cho video đỡ dài. Mình có lẽ team này có lẽ là cơ hy vọng vượt qua cao nhất. Team này đây mình đang sử dụng đây con Tyrone khả năng đóng băng. Ta sử dụng tiếp là em Noru hay là em Totemis gì đấy khả năng dây hiệu ứng rút máu không? Đang sử dụng thêm em Cao Bồi Kogan này để có thể đánh kiểu giảm tốc địch đi. Em Fran để búp máu ở Tarani để hồi sinh. Thì mình cảm giác cái team này có cái hy vọng cho mình có thể win được hơn. Tất nhiên là có thể vẫn sẽ thua nhé. Lấy một rất nhiều team mình đã thay rất nhiều, cứ thay Phượng Hoàng băng vào, vứt Phượng Hoàng băng đi cho rồng và vứt rồng đi linh tinh lanh quanh mãi chưa win được. Nhưng mình nghĩ là cái team này có cái cơ hội win là cao nhất trong những cái team mình đang chơi, nên mình tiếp tục mình quay tiếp bạn xem bạn này. Và mình phải cắt bớt rất nhiều lần thì cái này khi sống không biết chơi mà cứ thử từ từ thôi. Có mấy con tướng cứ đan xen nhau thử con nào hiệu quả nhất thì mình chơi ấy. Thì hiện tại cảm giác cái team này có hy vọng cao nhất. Mình chấp nhận để bỏ đi em thiên sứ với búp máu để vì căn bản là nếu cho thêm nó vào nữa thì nó không, các bạn chỉ được dùng 5 tướng thôi. Nên thôi mình cố gắng mình hỗ trợ như vậy. Thì hiện tại thấy cái team này cơ hội win là rất là cao ấy này, nhưng mà cũng chưa chắc đã win được đâu, nhưng mà cái hy vọng win là cao nhất thì mình hy vọng nó sẽ win được. Và đặc biệt là nếu mà team này win được thì rất là tiện cho mình, mình đang làm video về con tướng đây, mình đang làm video về con tướng mới mình đang quay đây. Như vậy có một lần win rồi nhé. Như vậy win rồi, như vậy là tốt quá không? Như vậy là em này vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy là cả hai chiến báo đều có mặt em nó trong đội hình. Còn lúc trước mình định vứt nó ra khỏi đội hình nhưng mà tuy nhiên vậy thấy nó hơi kỳ. Này được thêm một cái cục Divimon này nữa, cái này tăng kỹ năng thì chắc mình nâng nốt cho con rồng của mình cho nó full thôi. Tại con rồng mình còn một cái kỹ năng nữa chưa full, ở đây mình còn một kỹ năng chỗ này nữa. Chắc mình nâng nốt con rồng trước xong mình nâng con khác sau. Đấy, con rồng này mình còn cái chiêu cuối cùng còn phát nữa, mình nâng nốt cho nó xong đi. Nâng cấp nhá. Thì con rồng sẽ là con 5 sao đầu tiên mình cho full kỹ năng. Mình nâng nốt cái chiêu cuối. Để còn đúng cái chiêu cuối chưa mắc thôi. Mất công nâng nốt cho xong. Đây thì mình nâng nốt cái chiêu cuối đây để giảm cái thời gian hồi chiêu xuống đi. Đấy, như vậy là hoàn thành con rồng hệ phong của mình là full hết bộ kỹ năng. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đấy thì chiêu cuối cái chiêu cuối cứ giảm thêm phát hồi, giảm hồi chiêu đi một lượt để giúp cho mình cái chiêu cuối dùng nhiều hơn đấy mà. Đấy là về cơ bản như thế. Còn tiêu điểm của hôm nay con Nora, con Nora cứ đọc thành con Noru. Đấy, con này con Nora. Con Nora sau khi thức tỉnh tên là Nora. Đấy thì con này hiện tại đây thì qua video mình thấy là điều là với sự có mặt của nó giúp cho mình có thêm nhiều phương án để đi các cái chiến thuật trong game hơn. Ở đây thì thời lượng video quá hạn nên mình cũng không thể thử từng cái thứ một cho nó được. Nhưng ý vẫn cho bạn xem một chút xíu đó là con tướng này sau khi mình có được xong, mình thức tỉnh nó lên, mình cho nó full sao lên, thức tỉnh nó lên xong, ứng dụng thực tế vào trong cái đường mòn cho các bạn xem qua vài trận. Còn với tình hình như hiện tại thì cảm giác mình vẫn chưa bị kẹt cái đường mòn nên vẫn có thể đi thêm được nữa. Nhưng bạn có thể thấy một điều là đánh cũng rất là lâu nên là thời gian có hạn thôi thì chắc mình cũng gọn gọn như vậy thôi.
Còn video tạm thời mình kết thúc ở đây đã. Thì mình hy vọng là video cho bạn một số cái gì đó hữu ích cho bạn trong quá trình bạn chơi game, cho bạn thêm một số gợi ý gì đó. Còn thôi bây giờ mình kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào thấy video hữu ích cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn thôi bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.